Nữ sinh Cynthia Pettway, học sinh lớp 12 tại trường trung học Le Florer, đang bị bệnh, phải nằm viện và không thể tham dự lễ nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng nhờ vào một sản phẩm được sáng tạo bởi Bệnh viện Bà Mẹ và Trẻ Em Mỹ và khu học tránh công lập quận Mobile, em đã có thể lên nhận bằng, không khác gì những học sinh đang có mặt tại buổi lễ. Mẹ cháu là người nghĩ ra ý tưởng này, nhưng cháu nghĩ nó không có tác dụng. Xong mẹ cháu bảo, mẹ cháu sẽ nhờ sự can thiệp của bệnh viện. Tại bệnh viện có một căn phòng lớn, và họ đã lắp màn hình to để cháu có thể quan sát mọi thứ. Thật sự cháu rất xúc động. Bà Rena Philip, đại diện khu học tránh công lập quận Mobile, chia sẻ rằng họ cũng đã từng sử dụng robot với học sinh bị ốm, nhưng sử dụng tại lễ tốt nghiệp là lần đầu tiên. Robot này được gắn hai chiếc iPad để kết nối bệnh viện và hội trường, nơi diễn ra buổi lễ. Trong lúc đó, em Cynthia ở trong bệnh viện với cả gia đình, có thể theo dõi trực tiếp buổi lễ từ đầu đến cuối.